bằng công nhom phong cha bị khâu tham mê lang cà rào sôm gặp phải bằng công chấm cua và chôm bay này bệ hạ tận trai đào sắc đầy khớp cào cày chè thà sập sập cà nhom bậc cả na sôm gặp phải bằng công chấm cua sôm đại bờ sông kề riêng sôm đại bệ hạ chia cả na bệ thề ran đốt thề ra khớp khớp bệ ông từng ở đào sắc đầy khớp ព្រះថ្លាដល់ពងពោះអាត្មាភាពសូមចម្រើនពោជំពោះសម្តេចទ្រង់អាយដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តី ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ក្នុងពុទ្ធសករាជ2858នៅក្នុងកម្មវិធីនេតិសំឡេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានវិលត្រឡប់មកជួបទូរទស្សនិកជននិងសាវនិកជនសាជាថ្មីទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលក្នុង ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពចូលរួមជាដំណឹងបុណ្យផងជាធម្មិកថាដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានពិចារណាផងក្នុងដំណឹងនៃពិធីបុណ្យដែលជាបុណ្យក្នុងព្រះវិន័យបុណ្យនៅក្នុង ពុទ្ធសាសនាថេរវាទនេះគឺបុណ្យកឋិនទានហើយកឋិនទាននេះគឺថាធ្វើគ្រប់វត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅប្រទេសដតីៗក្តីដែលមានពុទ្ធសាសនាថេរវាទហ្នឹងគឺមានការប្រារព្ធធ្វើទាំងអស់ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេស ភូមាប្រទេសឡាវប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសដែលរាប់អានពុទ្ធសាសនាជាថេរវាទហ្នឹងគឺថាមិនដែលបានបោះបង់ចោលនៅកម្ពុជាកឋិនទានទេអាហ្នឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាជាកុហកឬក៏យើងហៅថាទាយកទាយិកា ម្ចាស់កម្មវិធីតែសម្រាប់អ្នកបួសសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលដែលលោកឆ្លៀសវ័យក្នុងវិន័យគឺលោកស្វែងរកសម្ពុតដើម្បីសម្រេចបានជាកឋិនកម្មដោយការសូត្រញត្តិដោយការរៀបចំ ឲ្យคลายទៅជាសម្ពុតជាស្បងក្តីជាជីវរក្តីជាសង្ឃក្តីក្តីនៅក្នុងបណ្ដានៃសម្ពុតទាំង3ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះក៏ពិសេសមួយដែរដែលជាការបន្ថែមការយល់ដឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងនគរទូទាំងប្រទេសក៏ឲ្យញាតិញោមគាត់ ឆ្ងល់ថាតើបុណ្យកឋិនទាននឹងតួនៃវត្ថុរបស់កឋិននោះគឺជាអីហ្នឹងហើយពលមានញាតិញោមខ្លះនៅឯនីសមុទ្រនៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានប្រមាណឆ្នាំមុននេះអាត្មាដឹងក្នុងរឿងមួយដែលគាត់អាចបានធ្វើកឋិន អាចបានធ្វើកឋិនទៅក៏ពិគ្រោះពិភាក្សាយោបល់ជាមួយវត្តដែលគាត់ហែទៅហ្នឹងហើយវត្តដែលគាត់ហែទៅហ្នឹងមានព្រះគ្រូចៅអធិការលោកតេនៈតនងអីចឹងទៅក៏សួរលោកញោមហ្នឹងគាត់សួរលោកថាលោកម្ចាស់ញោមប្រកាសណា
mình đã ban thôi cả thân tê hãy cho nam đi chọn thôi cả thân hãy hai đã vật lộ mà cha nâng ai rồi tới lộ mà cha mà on nấng lộ có phạm nhôm tham bên ấy nhôm nhôm bàn nhôm hai máu là ai phụ ăn miền ăn tận miền cái thân ấy phong anh đang đôi dương tài gì lên thà ru ao bát tê chân năng kia nè vợ đang nhóm của xua lâu từ tiết thằng cho cái thân nâng cái thừa mấy khla rồi mình cha đây chỉ bậc quân phụ cận nam đại thứ chẳng sôm cả này non vì bậc đây chỉ quân phong chùi pram thừa ấy khla riệp ấy khla đại khla nàng tập từ tiết lúc có sai tiết thành nhôm ơi vật ở tham án nó cẩn thận mình và bạn phơi đôi vật kê tê nhôm màu bị cào chân phong nhôm bạch vô chỉ vò bạch vô ấy mót thế vô ta đồ la nâng màu ta tràn máu ba này cẩn thận vật ở tham án nó cứ mình và bạn phơi tê nên người vô tại đô la mà tại tràn đó cứ bà này cái thần nông bất đây chưa bậc quân nhiệt nhôm ấy đom lục chủng tiêu ở lục nè phật tử bò sát từng lại ta ca lực làng bạc ni su thạt trầm trâu đại rực tê phê pru ấy phê pru vật thổ là bọc cái thân nó mình mến đô la tê mình mến prạ riêng tê mình mến prạ đông mình mến prạ yon mình mến prạ như dư chỉ rùm tới cứ mình mến chụp mẹ prạ tê hay còn mình mến vật thổ ở vây đà tê đài cứ mến tới bày tà bà nọ vật thổ bọc cái thân á mến tới bày tê nâng ạ tì muối bằng vật thổ là bằng cái thân đó thì mỗi cứ bằng vật thổ thì pí cứ chảy vò vật thổ thì bấy cứ sang cả đầy anh ấy cứ vật thổ thằng bấy nấy lục hào tha vật thổ cả thân hay cào pí vật thổ thằng bấy nấy mình men chia vật thổ là bằng cái thân tê cái hào tháp bò được kha, tức bò được va, nè hay bò được kha bò được va nên mình ái bị khổ sân lúc cà cốm, nè ăn là một tình yêu nhục, nè ăn thì xong cả thân bàn tiệt, ăn bàn này, chẳng tao ta vật thổ thằng bay nừng bàn ái bị khổ sân lúc sốt nhát, cà rốn, từ tu bán nơi ăn thì xong cả thần, chẳng vật thổ đặt tay cà bị bay nâng miền ấy, còn miền nâng tử, nâng mình tầm râu, thả trâu tại miền, có tề nâng này, chẳng cứ đôi cái thần đại dương khơi cột khnì hay miền ba miền chặt miền khlo miền ấy tiết miền tăng bị kề miền pu miền khnai nè ngay miền bò prà prà bò được kha miền tăng bị bay chơi miền tăng bị say say nữa đại dương càng tục thay chiều bò được kha cả thân được bò được va cả thân anh nó hay rôm chân prà nâng thật tiệt nè ngài prạ nâng rất là mình mến chỉ tua cả thân mình mến chỉ tua này vật thổ đó bỏ cả thân tê nè ngài rừng đầy lái bí cả thân là tiên đại chỉ vật thổ tua ông sầm khăn được nông sạch rừng này bọn cả thân là tiên nó cứ sầm phụt tặng bày nâng cứ tìm mũi bóng tìm phi chảy vó tỷ bấy
sang cái đây chân đồ la ấy nâng đôi đa lô mì cha và đây chỉ một con bàn rịp rộm này nòm thờ nhiệt nhôm nó cứ mình mến chi vật thộ rồi bó cái thần tê vấn tài nhiệt nhôm ai à, dục thạo vì ca nâng máu chặt chay chiều sụp quật chảy vò nâng chỉ liền cái đây chỉ trai cái đây nâng cứ dừng chân này vì đồ la máu chiều rồi bò sầm phật cả thân nâng máu ai đằng hái chui từ can vót na nỉ mũi đầy dớn miên bầm nón tròn từ rì ai ca sầm quạt trai đằng bay trù truồng cây ca co sang không ngả ram nô nô à nâng chỉ rướng đầy lại mũi xây tiền chẳng nấp po sầm ơi sầm đại truồng ai đông lục chùm tiêu ở lục lục xây ủ ba sọ ủ ba sĩ ca lục dây lục ta bàn niềm môn nâng chơi triệp rừng nâng cứ thả cùng áo sừng quạt ngôn tử tại nông rương thạ vị ca sừng quạt trai nâng phê nâng là hốt đó lệch khluôn là hốt đó vùng về nhỏ lên cực thả sấy chia cực thân nông ạ anh ấy có mình sưu đài anh ấy thử dùng mấy ở bán trầm trớ tám tri vị này nè nóng phụ phụ tử sạch ná rồi bỏ dường phụ phụ ấy phụ phụ dường đăng tầng ọc ni hai thà phụ tử sạch ná dường ni để ai miên ai dụ bằng to tử tiết bán về to tái miên tri vị này chẳng á, nên là bà tôi chia pre-abitam bạch bằng tứ vì nè tứ tại bà pre-vinay nâu ruột mua thá Phật-tử-sát-sá nâu ruột bà tôi chia pre-sát-tân đập bệnh đó pre-sốt bạch bằng tứ vì nè tứ tại bà pre-vinay nâu ruột mua thá Phật-tử-sát-sá nâu ruột nế vị này vô sắc sanh sắc sa, mù lằng là vị này cứ chia rực quân này Phật tử sắc sanh sa. Vị này vô sắc sanh sắc sa, ayu vị này cứ chia ayu này Phật tử sắc sanh sa. Chân cái này chia riêng là ở đây đại Phật cả đàn na Phật đại chúng Phật quân có cặp bấy sắc xa liên sốt bề thua bề vị này ri ai nhiệt nhôm bọc sấy có cặp bấy miền ca prang prai đắp prang prai sặc xá bề thua bề vị này nâng ở bán cột cột nia chia huyên cột áo miền ca phơi tới vì ớt trầu bởi vì ớt trầu đại chân tới nhôm đại chân phơi cái thánh đại tiện tồn từ chỗ môi lộ nó còn màu nó còn vô tại đô la màu mến đô la màu mến đó phê kê ấy nè đặt tay ba sọ ba sĩ ca lục dây lục ta đặt tay nó còn về miền sầm quật trầm trâu ị măng cả thân lại chơi và răng sán đi sang 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 khe xạ tê mẹ rồi cái tê mị ấy nó cứ thà con ban về ấy trầm trư nong tre vì này bà loa nó nong Phật tử sát na rồi bỏ dường nằng nè hai đời lại nhôm đại miền tại đô la nó con hê hà con ăn miền sủng phuột ăn miền bằng bay trai chiều vò nằng chẳng tới có cả chỉ rương tha cho mệnh kỳ miền chỉ vó cả nà nâng vì ọt chỉ vò nâng hay về nâng lưu tha sầm bột chỉ vó hay đọc về cả nà miền tận đô la chẳng hay thương mệnh nâng lô có ai ôi mình đang tha trâu chỉ chê trâu prap trâu bỏ sai trâu riêng rạp cho mệnh ai mà chắc sẽ thiên nâng còn bàn sả lạc nông khuôn bàn vô đấng
nơi nóng rừng ráo nơi bón cả thân là tiền nâng đang chẳng mà đằng rừng nâng tới có nực ảnh nất đòi bột bò là sạch đại miền sẽ thi hái tại nấu lấy ạt miền bà nhá hay cả mình miền bà nhá nó có xu đòi thì khổ xong nẹ bua nâng ngày tại ạ khổ xong rồi bỏ khổ nó cứ từ tuổi ba nơi chùm lấy đại mình bán kết đòi vật thụ bật vào quạt đầy cả thánh cứ bóng chạy vó nâng xong khẽ đấy nữa nâng ạ chẳng hãy bán mà gì bài lên đáy thả bà chuyển chẳng nâng ạ mình xuống nâng lúc bà cạt bà lấy về cả thánh đại xem vì cà vê đã trầm trâu nực nông vị nây nực nông và Phật Đà Sát Sơn nâng tiết có ai tàu rụi đài và sân chia lốt miền cà kết đòl miền này thả lục thuân nực nông liệp sạc cà rạ nâng khlang với ai bằng cách tên chia cà vê chia đồ la từ tiết nâng có thả bàn nâng mình xua nâng lục ị măng cả thân là đô la giang xa thì sang khe xạ tê mẹ tụ tự giam bệ tạ tự giam bệ ấy tạm để lộn nực khơi nha nè phải chôl vì cả thân là chê vó ta chia đô la ấy tự vấn có ai tự rùi à nâng nông cả rần ấy đã lộn bệnh bàn sạc xá nông bệ vì nấy hay thương nông nông liệp sạc ca rạ nâng ai thôi ói ai chênh tàu trọ nâng tiết có thả bàn. Bạn đã sẵn khâm tha mình miên cả lần này bạn mới cả miên tàu cho vì bố bạch cho bọn đập hiệp này cứ phở xong đây bột tự bò ra sát bột tự xa sân nức bột tự xa sân nị ca dương nâng cứ thả lục bàn tự tu ca ọp rôm tự tu bàn ca sạc xa riêng sâu nâng cứ thả bàn tràn ta mà dễ ca sạc xa riêng sốt, đòi bà tòa lạc đây, tàm dễ ca sạc xa riêng sốt, đòi bà giàu lạc đây. Chẳng ai sốt bảo nhiệt nhôm bột bò ra sạch, thằng o bàn chriếp nạc nông sạch rương, đạc nhôm cả nạ thơm hạp hiếp bàn lực làng bò nít có chỉ ưu tờ ho, nây trung mũi, nạc nông vị thị bón, cẩn thân là tiền nâng phong đài. Hãy miền rương chạy từ tiệt và miền rương nông cạch ca cả thân là tiền nâng cơ tham miền nông cạ rần này đôi chỉ nâng nông vọt mũi thăm mặt đá cả thân là tiền cứ hai chỗ bàn tầm mặt đoàn tề nâng miền này thật nông ngay tề mũi nâng cơ ta hai vì ná màu ná có hai màu nàng ở tại nơi không ngày nông chấn miền cạn này vọt mùi nó lúc tự tu cả thân bộ cả thân miền tràn ngày miền mà phải bẩm buồn ngày lái lúc tự tu cả thân đầm bồn u thọ ta cả thân tì mùi cả thân tì pì vậy đó hay đọc cài mò tiết miền bột bò là sạch nơi ngay, nơi ngay tới xù lúc thả lúc mình cha cái thân vật lúc mình cha nó rùi hả nâu vậy nế lúc có pháp kê thắng mình toàn hai thế nhóm nâng ạ chẳng nhóm đó bầm toàn hai chấm phụ nhóm bà cạn nà nâng nòm khá bà bùa lạc nha nâng hai cái thân tớ đã kênh nâu vật lộn cha lúc có ok prôm tổ tùl nâng hai màu tiệt bộ hai màu cực kênh tiệt hãy thầm mặt đá tế nhận nhóm cái thân nâu sọc sái hãy vật khá nâng mình đạm đôn bà tôi chưa mình biến có tình đôn tình ấy máu xong rắp và đệ sàn thả ra cách tù nhiều
tuôn mà cha cái thân đã chơi những môn phí ti đã tây nâng nâng hãy cái thân môn nó cái thân môn nó cái tuôn đồn là tuôn ấy dân tớ hãy sở bọt đồ nó có nền ban vô tập bọt chào nà tì nà cái lại nà thế cứ bọt chào nó khói cột lô cả miền tập tật miền ấy nó có bài nâng tức có bọt chào cô chẳng tên đó nè phải đồ sở bọt đồ nâng à nâng cái thân tì mùi đó cái thân tì pi chôl máu chả cái thân nâng có cho tập bị lan bị ấy mau nó có chư nôm nâng tàu ca tục tật ấy tớ có tàu tàu bằng tớ có khơi tập bọt đồ nó tràn cô khnề chẳng tớ có ngon bữa tớ tập bọt đồ đôi thay đá hay có xu nè nè bài nâng tớ về chấm nè phun nè sọc nâng nâng à hay tới có xu tháng nè vật dưỡng sổ bộ nè vật nít sổ bộ đấu ngày bạn miền sổ bọ đồn tràn hay miền cầm thì ấy ngày môn bạn miền sổ bọ đồn xò lấy tràn chẳng bán nè sổ rộng nâng cật trắng hay cật mình đăng rương nông vật ấy ná cật cật lại tháng nè nè ngày muốn miền cái thân bọn cái thân chẳng tới có tụ tụi đồn đòi phụt bọn sát đành chơi hai cái thân châu nâng chẳng bạn sẽ bỏ đồn nâng vì tràn sau tràn bạn mới chá cái thân nâng cụa trung thắng mơ lô mới chá cái thân nâng hai châu rụi tả hai đã bê xua tới thầm toàn hai châu nâng ạ chẳng thôi ai mới chá sẽ thiên nâng miền à rộng mình là ổ nữa miền ca rộng khan phâu chật bỏ còn nâng phần tài thư mách bà hai màu hai hay còn có chú bà đai thà cực thân rồi bỏ còn nâng bến ác khai tới chỉ cực thân bàn tê bị bố khôi ổ hai bố cực thân nâng bàn tài mùi tê hay đòi hai màu lực thị pin ấy mình ác hào thà cực thân bàn tê ác này dê bàn thái chía vật thị bón chay và rạ tiền là ngại miền này thá chỉ tiền là không sống phút chỉ vò là ngại vì vô cật thân nó vọt mũi hai chỗ bán tầm một đòn tì ní có thôi ai bạc bòl sạch tệ ở rộm bạc bòl plâu ở rộm plâu chật rồi bọc mà chạc sạch thi đó bế mà chạc sự thiê cật su nhạy tới có lô tham mê na nhóm cật thân tâm hai chôl màu ngày môn phần là nhóm su hai tới có thơm á chạy tạch lời dân tàu nàng ní chỉ rương muối đã trong một chuyện ở phút bò sàn nước bàn chỉ điệp đã thà tô rộ bò kể lệ đời hôm nay lô phía đời hôm nay ca chọn bàn mình chạy không mà mình chạy yên nâng thử ái bạch bong kịch tử vua thử ái bạch bong thua vị này thử ái lên cửa rộp tham cửa bụt tham vị này ơ nâng nhóm có thử kịch nâng nông ca bà kênh ấy thăm ở đà tư ọt bàn về chỉ cái thân chỉ ấy thế vật đăng rừng rào ở thả hơi chân hai ban sông ai bậc cả rần na Phật đại chư Phật quân cột bỏ ăn hay nâng Phật bỏ sạt cột ru ban triệt chư Phật đồng miền đại tha nông lục ni bậc Phật chưa mà cha bỏ ăn ban bậc cả đại hơi tha bỏ bài giang đại lệ băng mình bàn dù nâng cứ thà thì mũi cứ bị chăn tổ nâng là bị chăn nâng cứ thà lệ băng mình bàn dù tê nâng nông
rìa trầy cao nâng cứ tha tụi bay bị chăn thông và chăn phư lọ bần na cả đói hay cài máu trâu bộ bộ băng nên băng lẹ lẹ bị chăn nó dường mưa lên khơi nhai bộ băng tới thấy có mình du mình sắp bộ bộ ở sạt bạt tới bị chăn nơi ta bị chăn chẳng nên mình ai bật băng bị chăn bàn du dạng ná nên nên tìm mùi cứ thả bị chăn nó lẹ băng bật băng mình bàn du tê việc cuốn tay bộ phụ ở sạt bạt tới bị chăn nơi ta bị chăn chẳng ri ai ti pi bệ hạt tật bầu bệ hạt tật nên có bộ phật phong trung sầm đại thái lệ băng mình bàn du đôi khnề nơi về đại bộ phụ băng cày mau bộ phụ ở sạt tới bệ hạt tật nên nơi đặt đài chẳng cứ tham mình ai bật băng bàn du nô tề hay đào tị bấy cà bật sạch chạ cà bật nâng cơ thà lẹ băng ọt bàn dù đụt khỉa nâng ấy dù cháp cũng tệ đằng dàng chân cạn đây cả thân là tiên xa mà kỳ cả thân là tiên chỉ tiên khnông bế vị nấy đài là bế xa ma xa mà chì mà chá bởi ông trung án ở nhát ở cả miền láng khnông bế bút tà sạc nà đàm bấy án ủ cổ đo phí khổ xong đại bán công chăm bồ sa ọt trầy miệng bấy khái khnông bọt nụ nụ đảm bây chìa bà giáo đó bà phí cổ xong nâng đảm bây bần tố ảnh dụ chí vật bà phút tà sát sá phòng nụ nhóm bà kà rà ná à thma phíp chìa bà xong à chá kà nạ kà mạ cá ụ bà xót ụ bà xị cà bút thơ bò rà sát châm nọ trường vọt nâng bút thơ bò rà sát chất chân ngay đảng khnông nâng kà rà bà tế bàn môn mà tệ khní chí ai kà chăn bà đàm thơ bốn kà thân ở tiên xa mà ký đảm bây đoàn hai chú bút tờ cằn vọt bà sát sát còn đạo chá sát thất nơi khnông khôn bò sổ bử sát bà nệt bà khai bàn tí miên chầy à sát đôi bàn tú thay bà kến chùm riêp chún kháng lơ xôm nị môn ảnh chướng xóm đách trúng bà đề chức cốn ai dụ đóm lốt chùm tiếu lột lột sát nền nền cả nhà ụ bà sót ụ bà sĩ ca chất ngay chô rùm chạp mẹ phó tam cầm lăng sạch thịa chết thla ở riêng riêng khuôn cam vị thị bồn ngay bà hó đọc buồn cát khai cả đất cho nam rồn cho sát bút tờ xã cà rai bí bón pram rồi học sập rạm bầy tới nâng thay tí đọc buồn khai với chất cá cho nam bí bón mà phải buồn vì lý mong bay xôn xôn nơi tì rổ xíl chúc chung bút tờ bò rì sát nẹ má xa ca xạ ma tiền sẩl nâng nị muốn bà xong chùm rán bà bà rớt nơi vọt bà sát xác còn đạc chá không bỏ sổ bớ sốc bà nết bà khát bọn tí miên chảy mong bay xam sập nè tí rù xìl à rát thân nha thô mẹ gà thật bay bà ổng xong đáy bà thô mà tế xin à bà bố thị nha kẹ mùn ní chôn má mê tà bà cháu á thị ca vọt ê lạ gà rám bố bê kram khát còn đàn bà chô lạ vò rẹ thô mô hư chi tàu bà cháu á thị ca vọt mô hà vị hí xây tạ vọn khát bắt đầm bồng ព្រះខុសណៈមុនីសេងសៀបព្រះចៅអធិការវត្តលួងស៊ីសុវត្ថរតនារាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យលុះព្រឹកឡើងត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកប្រគិនជាគូចំពោះព្រះសង្ឃម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃប្រគិនភត្តាហារចំពោះព្រះសង្ឃម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់ជួបជុំអង្គកថានទានគ្រប់ទិទីនិងដង្ហែប្រតិក្សិណជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំនឹងវេអង្គកថានទានចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមគ្គផលជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទព្រះចៅអធិការ012-22-85-12 092-22-65-00 លោកគ្រូសូត្រ097-950-08-00រដ្ឋបាលវត្ត017-476-283និង085-213-813